ghét và yêu, thực sự là hai ý tưởng trái ngược nhau. Ghét và yêu có thể cùng tồn tại trên thế giới này. Có những lúc chúng ta ghét ai đó, nhưng sâu thẳm bên trong chúng ta cũng yêu họ. Ghét và yêu đôi khi có thể đi cùng nhau. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của Kinh Thánh, thực sự không có chung dung. Hoặc là chúng ta ghét, hoặc là chúng ta yêu. Nếu chúng ta đặt nền tảng trong tình yêu, thì không có chỗ cho sự ghét bỏ trong trái tim chúng ta. Đôi khi, trong thế giới sa ngã này, chúng ta không hiểu mình đang cảm thấy gì, nếu đó là yêu hay ghét. Điều mà Chúa Giêsu đang nói với chúng ta là nhắc nhở chúng ta yêu điều này và ghét điều kia, như trong Giăng đoạn 12 câu 25 viết: ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đầu. Con cái Đức Chúa Trời được ví như những hạt giống của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự sống ấy sẽ chẳng bao giờ kết quả nếu chúng ta không dâng mình cho Đức Chúa Trời và để Ngài gieo chúng ta xuống. Chúng ta phải chết về bản ngã của mình để sống cho Đức Chúa Trời. Cách duy nhất để đạt được một đời sống kết quả chỉ bởi cách noi theo Chúa Giêsu qua sự chết, sự chôn và sự sống lại. Khi phán những lời này, Chúa muốn khuyên chúng ta dâng đời sống mình cho Ngài. Chúng ta hãy chú ý những hình ảnh tương phản: ở một mình hoặc kết quả được nhiều, mất sự sống hoặc giữ được sự sống, hầu việc cái tôi hoặc hầu việc Đấng Christ, hài lòng với cái tôi hoặc được Đức Chúa Trời tôn quý. Có một địa điểm truyền giáo ở vùng hẻo lánh, cách mà họ hoạt động thật là một sự khích lệ không hề nhỏ đến nhiều người. Họ đã nói rằng: chúng tôi không chôn mình ở đây, mà chúng tôi được trồng ở đây. Người yêu cuộc sống của mình là người đang sống cho hiện tại. Người đó đang mâu thuẫn với mệnh lệnh của Chúa Giêsu: chớ tích trữ của cải dưới đất, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19. Người đó đang thất bại trong việc phục vụ Chúa Giêsu: nếu ai hầu việc ta thì cha ta sẽ tôn trọng người ấy, Giăng 12 đoạn 2 câu 26. Còn người ghét cuộc sống của mình là người đang sống cho cuộc sống mai sau. Họ đang vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy tích trữ của cải trên trời, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 20. Người đó đang đi theo Chúa Giêsu và phục vụ Ngài, và một ngày nào đó sẽ được Đức Chúa Trời tôn vinh. Giăng đoạn 12 câu 26 chép: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Chúa Giêsu rõ ràng không có ý rằng những người theo Ngài nên lạm dụng thân thể của họ. Ngài không kêu họ tự đánh roi, tự cắt xẻo bản thân, cấm ngủ hay bất cứ điều gì tương tự. Rốt cuộc, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, lạm dụng thân thể chúng ta là tội lỗi. Điều Ngài kêu gọi từ sự đó là từ bỏ chính mình. Những người theo Chúa Giêsu phải tự từ chối mọi thú vui cản trở con đường tôn vinh và vâng lời Đức Chúa Trời. Yêu cuộc sống của chúng ta trong thế gian này có nghĩa là phục tùng những ý tưởng của thế gian. Nó có nghĩa là làm theo những ham muốn của xác thịt và hoàn toàn thỏa hiệp đức tin của chúng ta với những gì thế gian cho là đúng. Vì vậy, nếu chúng ta yêu cuộc sống của mình trên thế gian này, thì chúng ta sẽ đánh mất sự sống vĩnh cửu, sự sống không gì so sánh được. Vĩnh cửu là món quà từ Thượng Đế. Ví dụ một người đang làm việc tại một vũ trường nọ. Người đó nhận thấy nơi đây có nhiều cám dỗ, cạm bẫy, tệ nạn, nhưng đồng lương người đó nhận được rất cao. Người đó chấp nhận thức trắng đêm để phục vụ khách tại đây và trở về nhà vào buổi sáng với sự mệt mỏi, chán chường, không có phương hướng, không có tương lai.
Về đến nhà ngủ vùi, rồi chiều đến, người đó lại sửa soạn đi làm. Cứ thế, ngày nối ngày, người này không biết đến những điều tốt đẹp mà người đó có thể thay đổi đời sống của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta ghét cuộc sống của mình ở đây trên thế gian này, chúng ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu nhờ Chúa Giê-xu. Nghe có vẻ khó, nhưng khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ là Chúa và cứu Chúa của mình, thì mọi sự sẽ theo sau. Ước muốn được ở với Chúa mãi mãi sẽ được thấm nhuần trong chúng ta để chúng ta khao khát yêu những gì sắp đến thay vì yêu cuộc sống đầy tội lỗi, bất chính và chết chóc. Nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Mác đoạn 8 từ câu 34 đến câu 38. Hãy suy nghĩ thật kỹ trong lời của Ngài. Chúa muốn chúng ta sắp xếp cuộc sống của mình theo ý muốn của Ngài. Ngài đang kêu gọi chúng ta đầu phục Ngài hoàn toàn để chúng ta không yêu thế gian đầy thù hận này. Nhưng chúng ta sẽ yêu và có một tâm trí hướng tới sự sống đời đời mà chúng ta sẽ có nhờ Đấng Christ trong tương lai. Chúng ta phải hiểu rằng đây cũng là ân điển của Chúa. Ngài đang báo cho chúng ta biết và nhắc nhở chúng ta đừng yêu thế gian và mọi sự trong đó. Thay vào đó, Ngài đang kêu gọi chúng ta ghét cuộc sống của mình. Xin lưu ý, không phải ghét rằng chúng ta sẽ tự giết mình bởi nhiều thứ liên tục trói buộc chúng ta với tội lỗi. Do đó, chúng ta phải luôn hiểu rằng không có nền tảng trung gian, hoặc là chúng ta ghét cuộc sống của chúng ta ở đây và yêu tương lai của chúng ta với Chúa, hoặc chúng ta yêu cuộc sống của chúng ta ở đây và ghét tương lai chúng ta sẽ có với Chúa. Chúng ta chỉ được quyền lựa chọn một trong hai. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng yêu thế gian này không phải là mục tiêu của chúng ta, nhưng việc phục tùng thánh ý Chúa phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chúng ta hãy luôn sắp xếp những ước muốn của mình phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Chúng ta cũng không thể là môn đồ chân chính của Đấng Christ nếu chúng ta cố gắng phục vụ Ngài nhưng mà lại theo cách của riêng mình. Ghét cuộc sống của mình có nghĩa là từ bỏ con đường riêng của mình, gạt bỏ sự tồn tại vị kỷ của mình sang một bên và từ bỏ chính mình để phục vụ Chúa và những người khác. Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 6 câu 38: Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình là điều mà đời sống cơ đốc nhân hướng tới. Phao-lô cho chúng ta một bức tranh sống động về thái độ mà chúng ta phải có. Dù Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên bám vào. Thay vào đó, Ngài từ bỏ những đặc quyền thiêng liêng của mình. Ngài mang thân phận hèn mọn và được sinh ra làm người. Khi xuất hiện dưới hình dạng con người, Ngài đã hạ mình vâng phục Chúa là Đức Chúa Cha và chết trên thập tự giá như một tội phạm. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên vị trí cao trọng nhất và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Chúa Giê-xu đã hạ mình và từ bỏ mình đến mức hoàn toàn tận tụy và một cái chết khủng khiếp, nhưng khi làm như vậy đã được nâng lên vị trí rất cao của danh dự. Người yêu mạng sống của mình, đó là người lùi bước trước sự hy sinh vì chính nghĩa của Đấng Christ.
Người đó cẩn thận để duy trì sự an ninh, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và thà từ chối Đấng Christ còn hơn đối mặt với sự rắc rối. Người này được cảnh báo rằng họ sẽ mất đi thứ mà họ yêu quý và mong muốn giữ nhất. Đó là mạng sống của chính người đó sẽ bị tước đoạt. Người ghét cuộc sống của mình. Trong thế giới này, áp dụng cho bất cứ ai sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn mọi thứ trên thế gian này, kể cả chính cuộc sống, vì Chúa Giê-xu. Một người như vậy dâng mình cách riêng cho Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài, vì người ấy biết rằng phần thưởng là vô giá, vượt trên mọi giá trị trần thế. Người đấy hiểu rằng chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được nước thiên đàng. Và người này có lời hứa về sự sống đời đời. Nếu sự sống mà Chúa Giê-xu đến để ban cho mà chúng ta phải đánh đổi sự sống ở thế gian này là sự sống mà chúng ta có thể giữ sang thế giới tiếp theo, thì đây chính là sự sống mà chúng ta có thể có bây giờ. Đây là lý do chính giải thích tại sao nó không nhất thiết có nghĩa là đau khổ bây giờ, phần thưởng sau này, nhưng đúng hơn, chính cuộc sống hiện tại và cuộc sống dư dật lúc đầu đòi hỏi đức tin phải dấn thân vào. Nếu bạn chết đi chính mình vì Chúa Giê-xu, bạn sẽ sinh nhiều bông trái. Bạn muốn đi theo Chúa Giê-xu và giống như Ngài. Bạn muốn phục vụ Ngài và ở với Ngài mãi mãi. Hãy nhớ những lời nổi tiếng của nhà truyền giáo từ vì đạo Jim Elliot: người cho đi cái mình không thể giữ để nhận được cái mình không thể mất thì không phải là kẻ ngu ngốc. Chúa yêu tất cả chúng ta. Amen.